xin cảm ơn mọi người. Đó là cảm xúc mẹ cho lòng tâm huyết cũng là cách đây được 6 năm rồi. Ở trên YouTube cũng còn. Hy vọng là mọi người có muốn nghe lại thì có thể nghe trên YouTube ha. Rồi, cảm ơn anh. Và bây giờ ca khúc tiếp theo, một ca khúc mà mọi người cũng thích về cung nhạc đạo của ta. Mọi người ngồi tại chỗ cùng lắng nghe ca khúc này. Nhưng mà hiện tại Tâm thấy mọi người vào cũng đông đủ rồi, thôi Tâm muốn hát ca khúc này trước luôn. Tại vì Tâm biết được người Việt Nam mình ở đây làm nghề nail cũng nhiều lắm đúng không ạ? Ai làm trong nghề nail giơ tay lên cho Tâm thấy được không mọi người? Dạ, thấy cũng khá nhiều nha. Gia đình Tâm ở bên Cali cũng làm nail, Tâm cũng đang làm nail luôn. Nhưng mà cũng nhân duyên là Tâm đi hát ở Alabama, ngày hôm đó là sư cô là dự cái tiệc bên đó và sư cô Tâm với sư cô có nói chuyện với nhau, sư nghe sư cô kể về ngôi chùa vậy. Tâm nói là lúc nào cô cần cứ gọi Tâm, Tâm sẽ qua Tâm giúp đó. Mà hôm nay đã đủ duyên và Tâm đã có mặt ở đây. Thôi thì một bài hát thứ hai Tâm viết nữa dành tặng cho tất cả những người Việt mình làm trong ngành nail. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tâm viết cách đây 2 năm bài hát Yêu Người Làm Nail. Mời mọi người cùng thưởng thức. Hôm nay là mình đang đi quay cái tiệc gây quỹ cho chùa Huệ Minh ở Seattle nha. Chùa bị cháy rất là nhiều, coi như là bị tàn phá hết luôn á. Thì đây là bàn thư ký, tất cả mọi người tới để mà ủng hộ để xây lại cái chùa. Đây là bàn tiệc để gây quỹ, mọi người có thể tiếp tay để mà giúp cho sư cô để sửa lại cái chùa, để mà cho mọi người ở Seattle có thể đến đây tu tập về tâm linh nha mọi người. Thì đây là cái tiệc chay gây quỹ thì mọi người tới ủng hộ rất là đông. Nhưng mà hy vọng là sẽ có được nhiều cái ủng hộ nhiều hơn nữa, mỗi người góp một bàn tay để chúng ta có thể tu sửa lại ngôi chùa. Bây giờ và đây là những cái từ để mà có thể mọi người có thể ủng hộ. Và tiếp tục thầy Thảo sẽ đọc tên quý vị Phật tử cúng dường ngày hôm nay. Bài hát mà nam ca sĩ Đàm Thanh Tâm hát. Tiếp tục mình quay lại tiếp phần 2 nha, lại đang bị giặt. Đây là những bức tranh của chùa Dương Thúy Hương Thanh. Ai mà thỉnh sơn thỉnh về thì mình có thể thỉnh về nhà mình. Đoan Lê và Hùng Lê rất là đẹp. Cúng dường 1.000 đô la. Ngọc Thể Nguyễn cúng dường 100 đô la. Em mừng là chị Giang Cao. Một vị ẩn danh cúng dường 200 đô la. Minh Nguyễn 100 đô la. Công đức vô lượng cô ơi. Cô Diệu Mỹ Chiên Thị Đặng cúng dường 3.000 đô la. Wow. Thi Thanh và chị Châu cúng dường 200 đô la. Đó, ai cũng góp tay vô. Thê Bình và Alex 100 đô la. Đóng góp để xây lại nha căn chùa. Steven 20 đô la. Cô Đơ 60 đô la. Cô Lũy nãy nói gì nói lại.
trẻ hát rất là hay, hát 20 năm trước giống như nhau nhưng bây giờ không có thay đổi thế nào hết. Tôi nói là mặt trời rất là hiền, cái này không là sự phim này mà là để em dịu lắm, rất là dễ dàng. Cho nên đó, này là ai không nói gì kia là phải chúng ta để cảm ơn chị.
trong vòng nửa tiếng thì cả gia đình ta, các Phật tử, các mạnh thường quân và các thiện nguyện viên đã clean up hết nguyên cái hội trường này rồi. Hơn 400 khách ngày hôm nay và rất là hoan hỷ. Tiền bạc không có phải là quan trọng, tuy nó là quan trọng nhưng không có quan trọng lắm trong cái show này. Bởi vì sư cô Đàm Khánh nói là để cho tất cả quý Phật tử được biết nhiều hơn về chùa, biết về ngôi chùa của chúng ta đang cần cái sự giúp đỡ để mà xây dựng lại chùa. Cho nên cái việc mà quý vị đến đây đông đủ và đến thêm hơn nữa thì đó là cái điều quý rồi. Chị Hương ơi, vô đây chị Thanh Hương ơi. Chị Hương đây, chị Hương là người dọn rác đầu tiên với cô. Dạ. Và chị Hương là cái người mà giới thiệu cho cô biết được Ryan. Ryan. Dạ. Thì nói chung là cái nhân duyên. Thì mặc áo đẹp thế. Con cảm ơn cô nè. Cảm ơn Ryan nè. Cảm ơn chị Thanh Hương Từ Tuyền nè. Đã cho em được tham gia một cái chương trình gây quỹ rất là đặc biệt. Mọi thứ đều vẫn còn mới mẻ đối với ban tổ chức của chúng ta, nhưng mà đối với em như vậy là vui, bởi vì Phật tử đến rất là đông và mọi người về đều hoan hỷ. Dạ, đều hoan hỷ. Dạ, hoan hỷ. Dạ, có một người nói với sư cô như này: sư cô ơi, sư cô cứ yên tâm đi, con đảm bảo với sư cô là không đủ 300 người đâu. Nếu mà đủ 300 người, con sẽ xin phục vụ sư cô hết đời luôn. Vậy là bây giờ là cái vị đó phục vụ mời sư cô suốt đời luôn phải không cô? Đúng rồi. Và cuối cùng thì là chúng ta sư cô là không đủ chỗ. Câu đấy con nặng ký bằng cái câu phục vụ suốt đời. Phục vụ suốt đời. Nói chung là đã hơn 400 khách ha cô hả? Hơn 400 khách đến và có những vị phải bùi ngùi ra về bởi vì không có vé vào xem. Nhưng mà đó là không một cái khởi, không có chỗ để ngồi, không có chức thức ăn để phục vụ, tại vì mình đã dự định như vậy rồi. Dạ. Thì thôi, cảm ơn đại gia đình ta rất là nhiều. Có một số là bán vé và mà có một số là không có vé luôn. Là dạ. Bởi vì là cứ muốn đến ủng hộ cho chùa. Dạ. Và là cũng theo những cái lời mà ngày hôm qua chị Ngọc Huyền nói là sư cô ơi, cái này là việc Phật sự ủng hộ cho chùa nên ai muốn vào sư cô cứ cho vào đi. Không, dạ. Em cũng nghĩ là vậy, bởi vì thật ra ai cũng đến người ta cũng sẽ có một cái sự ủng hộ cho chùa. Đúng không rồi. Ai không đến không. Còn đúng rồi. Ai cũng đến không thì người ta cũng có một cái lòng bởi dạ. Một cái điều đó mình cũng hoan hỷ. Cũng có người là muốn đến sư cô ơi, con muốn đến dự tiệc, con muốn coi Ngọc Huyền hát nhưng mà con lại không có tiền. Dạ vào luôn. Dạ. Vậy hả cô? Dạ. Thương vậy hả? Dạ. Trời ơi. Để ủng hộ vé luôn. Nhưng mà cũng vào luôn. Dạ. Dạ. Thôi cô, cái đó là công đức vô lượng. Mà đúng là cái tâm cô hình như cô không có khóa nó lại được, là bởi vì cô trong lòng cô mà cô làm ấy, thì cô cứ nghĩ là ai có vé mới vào. Nhưng mà không biết tại sao đến cái giờ phút chót đó, nó lại mở ra, thế là tất cả mọi người đều được vào. Dạ. Thì cô nghĩ cái này đúng là như lần đầu tiên cô nói là phải dùng cái tâm Phật mới được. Bởi dạ. Vì tâm Phật là không có giới hạn, bởi vì Ngài là Đại Từ Đại Bi. Còn mình mới tiểu từ, thành ra không có chỗ ngồi, mình cũng mình hơi lăn tăn. Mình hơi lăn tăn. Dạ. Dạ, thôi nên nhưng mà giờ cuối cùng thì là cô đã mở hết tất cả cánh cửa để cho các vị được vào xem. Và chúng ta đã có một buổi gây quỹ rất là vui. Và em lại biết thêm được những người bạn mới như là em Bình nè, rồi chị Liên nè, là chị Hiền nè, chị Thảo nè. Đặc biệt là Ryan và chị Thanh Hương. Từ Tuyền đó, bây giờ con sẽ nhớ tên chị luôn, con nhớ chữ Từ. Từ bi con nhớ chữ Từ. Tuyền là Tuyền là giống như là chiếc thuyền bát nhã vậy đó ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Thì rất là hạnh phúc và vui ngày hôm nay. Thôi thì cảm ơn các tình yêu thương dành cho sư cô Đàm Khánh và đặc biệt là dành cho ngôi Tam Bảo của chúng ta, chùa Huệ Minh. Hy vọng rằng sẽ có một cái clip hoàn thiện nhất khi mà chúng ta thấy quan cảnh tại chùa Huệ Minh của chúng ta đẹp và đưa vào phục sự chúng sanh sớm nhất. Cảm ơn cả nhà thương yêu. Tiếp lời của chị Ngọc Huyền là Ryan muốn gửi tới cái ban tổ chức hôm nay, là Ryan nói chuyện. Dạ. Rồi em nói cho em. Rồi. Dạ. Em cũng thay mặt trong ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian và thật sự là một cái năng lượng rất là dồi dào của ngày hôm nay. Khi mà vừa bước vào thì là hội trường rất là đông và không có ngờ là đây là lần gây quỹ đầu tiên mà lại được tất cả các anh chị ủng hộ nhiều đến như vậy. Ngay cả em trong ban tổ chức mà em cũng còn nói là không biết người ở đâu mà đến ủng hộ đông như vậy luôn. Cho nên đó là một cái điều rất là vui và cũng mong là một ngày là
ngày nay năm sau hy vọng chúng ta sẽ có thấy được một cái Huệ Minh được khôi phục và càng ngày càng phát triển với sự dẫn dắt của sư cô Đàm Khánh. Và em cũng cảm ơn chị Huyền, ngày hôm nay có chị mà cái show rất là vui và rất là nhiều năng lượng và giúp cho cái ban tổ chức lần đầu tiên có tổ chức có rất là nhiều thiếu sót nhưng mà có chị Huyền đã giúp cho tụi em rất là nhiều. Và sư cô cũng xin gửi lời xin lỗi đến những ai mà hôm nay cũng hơi buồn vì trong ban tổ chức là lần đầu tiên. Cũng xin lỗi là sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Dạ, và Ngọc Huyền tin và chắc ngày hôm nay ai mà khiếm khuyết thì lần sau sẽ đền bù tròn trịa. Dạ, thì thường sư cô nói là có khuyến khiếp thì mới có trọn vẹn hơn. Dạ, đúng rồi. Thì kính mong tất cả hoan hỷ. Cùng hoan hỷ vì Phật Pháp. Và chúng ta chắc chắn hẹn lại một năm sau sẽ thấy ngôi chùa Huệ Minh của chúng ta đã đưa vào sinh hoạt. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Dạ, một lần nữa cảm ơn Long Nguyễn nữa nha, em trai ơi. Em trai Long Nguyễn đâu rồi đi.